Xin chào anh em, mình là Gầy. Từ xưa đến nay thì mình hay nói câu này ở trên channel của Relax, nhưng mà chưa bao giờ mình có cơ hội được nói trên channel Vật Vờ Yasuo. Đúng. À đây à, hôm nay lại có con mới à? AV Pro. Các bạn thân mến, đây là hàng mà tôi đã trực tiếp bỏ tiền ra mua với tiền của sếp Vinh. Hóa đơn chứng từ đàng hoàng nhá. Từ từ anh ơi, mở hộp ra để xem nó có cái gì khác không. Đầu tiên nhá, là mình đây là AV thường này, thì mình vẫn có sách hướng dẫn sử dụng. AV. Đây, có thiệp cảm ơn này. In bằng giấy giáp. Trân trọng cảm ơn bạn và có chữ ký của anh Quang. Đúng rồi. Chúc bạn sức khỏe và thành công. Cảm ơn anh. Đây là tấm thiệp mà khiến cho rất nhiều người cảm thấy đây là một cái sự tỉ mỉ, trân trọng những cái đóng góp người dùng đến từ Bắc Quảng. Đấy, thì nói đây. Về cảm quan bên ngoài thì AB thường và AB Pro thì khác nhau rõ ràng là bởi vì AB Pro nó sẽ có cái chữ Pro trên cây rồi. Nhưng mà cái mình quan tâm ở đây là nếu như mà rút hai cái con này ra thì nó có nhận biết được không? Đây, chúng ta có thể nhìn thấy ngay là cái chân của con AB Pro thì nó làm theo kiểu mạ vàng. Mạ màu vàng. Thế còn cái case thì sao? Bởi vì là đây, như em thấy thì nó đã chỉn chu hơn cái case của bên AB thường ở đấy. Bởi vì lúc em mới mở ra ấy thì nó đã có một cái tình trạng đó là nó hơi bị nham nhở và những cái đường cắt này nó không được chỉn chu. Cái con Pro này thì có một cái là thứ nhất là các cái đường cắt của nó hiện tại thì đang khá là ok. Tất cả các cái đường cắt này, mức độ hoàn thiện của con này theo như anh thấy là tốt. Nó chỉ dư ra một số các cái mép nhựa thừa thôi. Ở đằng sau, phía đằng sau bản lề nó dư ra một chút. So với lại cái con AB này thì con AB này nham nhở rất là nhiều. Tuy nhiên thì về housing thì mức độ hoàn thiện của hai con là tương đương nhau. Cái housing thì nó là một cái form giống kiểu Apple AirPods. Cái đường viền của tất cả các cái lỗ nhận mic này, nhận cảm ứng này, rồi thì là cái lỗ mic các thứ. Hoàn thiện ở mức độ khá. Cái mà có lẽ là các bạn mong đợi nhất, mà các bạn hay để ý nhất trong thời gian gần đây của AB, rõ ràng là cái cơ chế giải trí trong thời gian mà chúng ta rảnh rỗi. Nó là cái nắp. Bản thân mình thì cũng rất thích cái nắp này, bởi vì là từ khi mà có sờ vào cái nắp này thì anh có một cái thói quen mới, thay vì phải vê bút. Em cũng đã làm thử cho các bạn xem cái trò này, vui phết này. Cái này vui mà. Đấy. Với anh á thì anh thấy là nó không hại gì. Theo đúng. Kiểu là nó bị vô thưởng vô phạt ấy. Thế nhưng mà nếu như mà để mà khẳng định rằng cái nắp này ấy, nó tốt hơn so với cái nắp cứng. Đột phá ấy. Đột phá thì với mình thì mình thấy cái nắp này thì các bạn có thể xem những video đập phá trước của Vật Vờ Yasuo thì các bạn thấy rồi. Thì như các bạn biết rồi là AB bình thường thì chúng ta sẽ không kết nối được với app, còn AB Pro thì có. Thì ngay bây giờ mình sẽ đào cái app đấy về để xem nó như thế nào, kết nối như thế nào nhé. Không kết nối được. Không kết nối được luôn. Không kết nối được. Thử đi dùng. Anh nhét lại một con này kết nối rất thử đi. Bluetooth 5.0 kết nối rất chậm. 20 minutes later. Điều đầu tiên ấy mà khi mà mình nghe cái tai nghe của AB Pro ấy là mình cảm thông với những cháu sinh ra không được như người bình thường, đó là mất một bên thính lực. Thì là đầu tiên là mình rất cảm thông, bởi vì là trong đời mình đây là lần đầu tiên mình nghe mà mình bị mất thính lực bên phải. Mà mình kết nối rất nhiều lần trước khi mà nó kết nối bị lỗi các bạn ạ. Chúng mình mất đâu đó khoảng 20 phút thì đã có thể kết nối được vào cái tai nghe này rồi. Nó xảy ra một cái tình trạng là khi mà kết nối với cái thiết bị Android thì nó có nhận ra. Nó quét ra được nhưng nó không kết nối được. Còn riêng với các thiết bị iPhone ý thì không quét được luôn. 6 and a half hours later. Với những cái chiếc tai nghe wireless thì cái điều ưu tiên đầu tiên nó phải là khả năng kết nối và tính năng. Nhưng mà điều đấy thì với BKV nó là một cái cuộc trường kỳ để thử thách lòng kiên nhẫn của người dùng. 2000 years later. Các bạn thân mến, như vậy là sau khoảng nửa tiếng là đã cực kỳ là cố gắng để có thể kết nối lại được nó, và kể cả sau khi kết nối được rồi thì nó đã xảy ra một vài cái tình trạng là mất kết nối liên tục. Mất kết nối liên tục. Đấy, nó cứ ngắt xong nó lại reconnect các thứ, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang tạm thời là ổn. Đấy, và anh Nam Anh cũng đã có những cái trải nghiệm với nó rồi. Thì ngay bây giờ là anh Nam sẽ chia sẻ cho các bạn. Chất âm của AB Pro thì có thể nói là nó không quá khác nhiều so với chất âm của AB. Có chỉ ra được ngay một cái mình có thể thấy là nó bớt rời rạc hơn so với chất âm của AB. Tức là thay vì giống như AB là tất cả các cái dải của nó bị thút nút lại với nhau, nó vo thành một cục như thế này rất là khó chịu. Thì chất âm của AB Pro thì nó đã giãn ra, nó thoải mái hơn một chút và nó đỡ khiến mình cảm thấy khó chịu hơn. Tuy nhiên là cái bố trí, vị trí của các nhạc cụ nó vẫn chưa khiến mình cảm thấy thoải mái cho lắm. Trống thì hơi gần, đấm thẳng vào mặt, còn vocal thì để vẫn hơi xa xăm. Đặc biệt là các cái chi tiết của các nhạc cụ khác ở trong giải mid nó vẫn chưa thực sự là đầy đủ chi tiết. Nhưng mà nếu như mà các bạn đặt cạnh bàn cân là con AB thường thì các bạn sẽ thấy rằng là AB Pro nó phải hay hơn gấp một vài lần. Tức là nó cải thiện hơn rất nhiều. Còn nếu như mà so với một hệ quy chiếu khác với những sản phẩm khác trong cùng tầm giá thì mình thấy rằng là cái sự chênh lệch nó với cá nhân của mình, về cái gu của mình, về công nghệ kết nối hoàn thiện và cả chất âm
nó cách hơi xa theo quan điểm của mình. Nghĩa là AB đang ở bên dưới hay là bên trên? Thì tất nhiên là thì các bạn cũng hiểu rồi, nó là như nó thế, nó là kéo dưới rồi. Cái ANC của nó, cái xuyên âm với cả cái chống ồn ấy thì anh thấy như nào? Nó là một cái tính năng rất hay, nó tối giản hóa, nó đơn giản hóa cái tính năng này từ ba tính năng, đó là xuyên âm, chống ồn và không có gì, thì nó chỉ còn hai thôi. Đó, nó chỉ còn là xuyên âm và không có gì. Bởi vì tính năng chống ồn và tính năng xuyên âm thì nó cơ bản nó là một. Các bạn sẽ có hai cái mức gọi là chống ồn, các bạn sẽ có hai cái mức xuyên âm là xuyên âm vừa và xuyên âm mạnh, tương ứng với hai cái nấc, đó là chống ồn và xuyên âm. Nó rất là dễ hiểu và chúng ta sẽ nôm na có một cái là đây là một cái tai nghe có tính năng xuyên âm rất tốt. Không những xuyên âm mà các bạn còn có tính năng nó là phát âm thanh loa ngoài nho nhỏ. Ví dụ như các bạn đi vào trong những cái môi trường như thang máy này, như môi trường kín mà có người xung quanh, người ta đều có thể nghe được là đúng mình rồi, đang nghe cái gì. Các bạn, người ta đều có thể sập sình cùng các bạn. Các bạn bật nhạc là người ta đều có thể là hòa cùng với nhịp điệu các bạn. Đây là một cái tính năng mà đem lại cái sự hòa nhập cộng đồng rất tốt cho người sử dụng AirPods. Nếu như các bạn muốn có một cái tai nghe mà mang thương hiệu của BKV, muốn ủng hộ mà thương hiệu Việt và muốn có một cái chất âm nó đỡ gọi là hấp diêm cái lỗ nhĩ của các bạn hơn thì các bạn có thể sử dụng phiên bản Pro. Đây là một cái phiên bản tốt hơn. À quên, nhắc qua một chút đi. Đó là cái khả năng kết nối với app ấy, anh thấy nó có bị delay hay là sử dụng app nó có khó gì không? Nó rất đơn giản thôi, nó chỉ có điếc hẳn hoặc là không hoặc và không kết nối được. Nôm na là nó một cách vui vẻ là thực ra con này kết nối app rất khó và nếu không có sự trợ giúp của anh em ở vật vờ Yasuo có lẽ là bọn mình không thể nào mà có thể kết nối nổi. Nó quá vạ vật, nó quá tốn công và mình nghĩ rằng là ngay khi mà các bạn mua sản phẩm này ở cửa hàng thì các bạn nên cầm theo một chiếc điện thoại Android, nhớ là Android nhé, và kết nối ngay lập tức, yêu cầu kỹ thuật viên đó kết nối cho các bạn luôn. Còn có khi mang về nhà là sợ là không thể kết nối được. Cũng có thể là cái chiếc AirPods Pro của anh em mình nó là cái phiên bản, nó là một cái phiên bản mà chưa được người ta thì... người ta hay dùng một cái từ gọi là lô đầu. Lô đầu, đúng lô, rồi. Lô đầu, lô đầu. Thì có thể nhá, mình không nói tất cả những chiếc AirPods Pro nó đều như vậy, mà có thể là cái chiếc AirPods Pro này của mình là mình hơi xui, là mình đã bốc phải ngay một cái phiên bản nó thuộc lô đầu như thế nên là kết nối nó hơi bị khó. Còn mình không khẳng định tất cả những chiếc AirPods đều như thế nhá. Có thể là các bạn mua AirPods Pro, các bạn kết nối vẫn ngon lành thì mình nghĩ rằng các bạn nên mang thiết bị của các bạn đến thẳng cửa hàng thử kết nối cửa hàng luôn. Có gì thì người ta hỗ trợ, người ta đúng xử lý luôn. Và đó là tất cả những gì mà anh em mình muốn gửi đến cho các bạn trong cái bài đánh giá khá là nhanh cái tai nghe AirPods Pro ngày hôm nay. Và chắc chắn là chúng mình vẫn còn một cái bài đánh giá chi tiết nữa thì xin gửi đến cho các bạn trong một video lần sau. Và rất là cảm ơn anh Nam Anh đã ở lại với Vật Vờ Studio đến tận giờ phút này, đã gần đến tối mất rồi, để hoàn thành xong cái bài đánh giá ngày hôm nay. Chưa bao giờ cái việc mà kết nối được với một cái tai nghe làm cho em được vui đến như vậy, nên nó cảm giác thực sự là tuyệt vời. Và xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau. Bye bye.